Chốt đơn thành công, Diễm My 9X được nhán phúc vinh ấm cực tình ở tập 24 Tình Yêu và Tham Vọng. Tình Yêu và Tham Vọng, tập 24 hé lộ hành trình giải quyết rắc rối do bị đối thủ chơi xấu của Linh, Diễm My 9X. Với sự hiểu biết về con người của Phong, Mạnh Trường, Linh nhanh chóng nhận ra chiêu trò phá hoại đó từ đâu mà ra. Cô tìm đến và đưa ra những bằng chứng sai phạm của Bách Hợp để yêu cầu Phong gỡ những clip vu khống xuống. Dù nhận thấy nguy hiểm nhưng do đánh giá thấp Linh, Phong đã không hành động về phía linh dù không dùng đến những bằng chứng sai phạm của phong cô vẫn nhẹ nhàng giải quyết khó khăn của công ty bằng cách riêng của mình dù không nêu đích danh đối thủ nhưng chuyện lần này khiến phong tổn hại khá lớn linh tìm đến gặp phong để thương lượng nhưng phong cố chấp đến cùng linh giải quyết vấn đề nhẹ nhàng và quyết không dùng chiêu bẩn và mang về chiến thắng lớn cho công ty lần này trở về công ty minh nhan phúc vinh và linh trở nên thân thiết hơn trước buổi họp báo linh tham khảo ý kiến của minh về chuyện có nên dùng đến bằng chứng để trả thù đối thủ không minh không đưa câu trả lời cụ thể mà chỉ nói rằng anh hoàn toàn tin vào cách của cô sau đó ngay sau khi nhận thấy linh vẫn bị phong uy hiếp minh tìm đến tận nhà để an ủi linh anh chia sẻ với linh về những ảnh hưởng của cô đối với anh sau lần gặp đầu tiên ở phú yên còn linh thì hết lời khen ngợi xếp mới của mình linh từng hỏi ý kiến phong về công việc anh trả lời giờ anh tin hoàn toàn vào quyết định của cô Nhận thấy Linh vẫn bị Phong đeo bám, Minh tìm đến an ủi và tâm sự. Sau thành công lớn, Minh đã thưởng cho cả công ty một chuyến đi chơi xa. Đây cũng là lúc xảy ra những tình huống hài hước nhất tập 24 bộ phim tình yêu và tham vọng. Trong chuyến du lịch, Sơn Thanh Sơn tận dụng cơ hội liên tục tỏ tình với Linh và Minh không vui khi nhìn thấy chuyện này. Còn Linh, cô cũng tỏ thái độ đau lòng khi nhìn thấy Minh thân thiết với Tuệ Lâm, Lã Thanh Huyền. Liệu mối tình này có thể tiến xa không khi cả hai không ai bày tỏ? trong một trò chơi, Minh Bồng bế Linh đầy tình cảm. Tuệ Lâm vô cùng bất ngờ về điều này, nhưng ngay sau đó Linh phải chứng kiến Minh thân thiết bên Tuệ Lâm. Còn Sơn thì không từ cơ hội nào bày tỏ tình cảm với Linh. Minh cũng không vui vì chuyện này, những câu chuyện tình rồi sẽ ra sao? Cuộc chiến trên thương trường còn gì đáng trông đợi? Hãy tiếp tục theo dõi tình yêu và tham vọng hiện đang lên sóng VTV3 lúc 21 giờ 30 phút thứ hai và thứ ba hàng tuần. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.